Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá cái đầu tiên nha. Xong với Sofay, let's go. Let's go, ok. Wow. Rồi mình sẽ ăn cái này. Thank you.
Wow, chết rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Server Dragon. Let's go. Level 17, ok. Mình sẽ chọn khẩu súng. Điện thoại đây. Wow, một bà khác. Dancer floor. Let's go. Story Machine Combalete. Ok. What a beautiful day. Wow. Chiếc ghế nào. Ok. This is một cái cây ăn quả. Wow, rất là giỏi luôn. Bé này nhìn thấy con gấu mà đi thẳng luôn, không bị ngã thế nào. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba. Ice Cream One. Ở đây thì ông ai kem ông ta sẽ bắt mất cậu bé này. Ông ta định mua kem, nhưng ai ngờ ông ta lại bắt mất cóc. Sau đó thì rút cậu ta vào trong một cái lồng ở trong xe. Một tấm bản đồ. Stop. Ok, bây giờ mình sẽ lên xe luôn. Ra quán cà phê nào. Gold. Một đồng tiền coin. Jessica. Hôm nay Jessica làm việc ở đây.
Rồi mình sẽ chui trong đường cống. Thì ở đây đường cống có một tấm sắt. Các bạn phải dùng cái này, ô ly này, làm gì tấm sắt ra. Sau đó thì nó sẽ bị rơi xuống. Ok. Không biết ông ta có chui vào đây luôn không. So let's go. Lấy đầy bình xăng. Rồi, sau đó thì mình sẽ quay lại. Mong sao ông ta không biết chỗ chui này. Thì nếu ông ta chui, mình lại phải chui ngược lại. Sau đó phải lừa ông ta. Let's go. Coi, chúng ta chắc đang rông đến đây rồi. Được ngay rồi. Ok. Chúng ta sẽ ngất trong vòng 1 phút. Rồi, giờ thì mình sẽ ra chỗ cầu đây và hạ cái thanh cầu này xuống này. Let's go. Ok. Chui sang thôi. Tìm một chiếc áo. Đây rồi. Trong này có một chiếc chìa khóa. Rồi giờ mình sẽ thoát ra ngoài. Let's go. Khi các bạn có một món đồ nào trên tay thì khi gặp ông ta, các bạn cứ ném thẳng vào người ông ta thì ông ta sẽ bị ngất ngay. Sẽ bị ngơi trong một vài giây. Ok, mình sẽ không sợ, bởi vì cách khá là xa. Rồi, ok. Cho ta ra ngoài đi. Lên trên cầu thang. Jessica, một cô gái rất là xinh, người Tây Âu. Let's go.
tao ngất rồi. Ok, chào lên tôi. Giờ là chiếc chìa khóa để cứu thoát, và cậu bé này thoát khỏi ông ta. Chắc mình nghĩ ông ta đã chuẩn bị tỉnh rồi. Ông ta tỉnh rồi. Và ông ta đang ở đây. So, ok. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư. Zombie Stone Army. Let's go. Wow. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 5. Chúc các TV sau. Ah!
giật mình luôn. Bây giờ thì mình sẽ sang lần thứ tư, thứ sáu. Đoạn IC Cream 4. Chàng nó bị bắt, một cậu bé, và mình sẽ đi theo cái game đề ra, đó là cầm chiếc thang này. Ở đây thì có một cái màu đỏ, mình sẽ đến gần đây xem thế nào. Ngay trên đầu. Lên được đây. Chúng ta có lên được không? Được không? Không được. Chắc cái này ở cửa đằng sau rồi. Mình sẽ đi đằng sau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Internet để download. Rồi, đây là như thế nào? Đặt xuống đây. What?
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Fly Express 3. Let's go. Tựa game này là tựa game mà bị con gấu nó bị sổng chuồng. Sau đó thì các bạn coi nha, làm sao để đánh con gấu nó vào cắn các bạn càng lâu càng tốt. Và một ngày đầu tiên, 12 giờ đêm. Ok, let's go. Đây là những cái camera. Nếu các bạn nghi vấn ở cái cam này có con gấu nó sẽ xuất hiện, các bạn sẽ bật leo đi không? Và tiếng kêu khi đó, khi có tiếng kêu nó sẽ chạy đi. Ở đây là những chiếc cam mình gắn trong nhà, và đây là những chiếc cam mình gắn ở ngoài. Và hành lang. Vẫn chưa có này. Một giờ sáng rồi. Thường thường thì 3 giờ sáng là lúc nó manh động nhiều nhất. Ai giờ sáng rồi. Đó, các bạn cứ chơi như thế thôi. Chỗ nào mà nghi vấn các bạn sẽ bật audio lên. Và audio nó sẽ hồi lại trong vòng 7 giây. 7 giây gì đó. Cách chơi rất đơn giản thôi. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.